Hello các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Sĩ Kẹo đây nha mọi người. Ủa ấy, thanh niên nào kia vậy? Úi giời ơi, chạy nữa hả? Chạy nữa hả bạn ơi, đừng có chạy nha. À, chạy vào trong căn nhà này hả? Mình lại sợ bạn quá cơ, ok. Thanh niên. À, quấn máu này, tưởng quấn máu mà hay hả? Sát thủ ơi, ông làm gì ở ngoài vậy? À, hình như là sát thủ ngáo, dùng M79 nhưng mà lại bắn ngay vào tường. Công nhận là mình cũng chịu thanh niên sát thủ luôn nha mọi người. Cơ bản là đang định cướp mạng của mình cơ, nhưng mà mình lại bắn từ phía sau khá là nhanh. Thế nên là sát thủ lại còn không có cơ hội để cướp mạng của mình nữa. Đây, nãy giờ thì mình mới chỉ có được một kill đầu tiên thôi, và đang quẩy ở khu vực thung lũng. Không biết là ở trong thung lũng này thì còn ai nữa hay không nhỉ. Hiện tại thì mình đang dùng cái combo súng sẽ là AK cộng với UMP. Nào để coi nào, để coi là khu này còn ai nữa không nhỉ. Đây, mình vừa trang bị nóng 2 và AK luôn để tăng cái lượng sát thương cho cái khẩu súng trường AK. Đơn giản là vì khẩu súng tiểu liên thì anh em chủ yếu là chỉ bắn ở những cái khoảng cách gần thôi. Rồi, let's go. Chạy qua bên này coi nào nhỉ. Nhà này còn cái đồ nào không? Và không còn gì cả không ạ? Tôi tưởng là phải còn đồ cơ chứ. Thung lũng này thì thật sự là đồ nó không ngon cho lắm, nhưng mà nó lại là một nơi ở giữa các bản đồ đảo quân sự, nên là bình thường anh em nhảy cái khu vực thung lũng này thì vô cùng là gắt luôn nha các bạn ơi. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục quẩy ở đây. Mình đang cố gắng tìm xem, lúc tìm xem là ở khu này còn bạn nào nữa không. Chạy nãy giờ rất là mỏi chân nhưng mà không có thấy thật. Hôm nay thì mình chơi nhân vật Meagle và đã add thêm hai kỹ năng, đó chính là giáp trâu của Andrew và ăn nấm nhanh của Maxim. Và sau khi add thêm những cái tính năng này thì mình nghĩ rằng là nhân vật Meagle là một nhân vật rất là mạnh luôn nha các bạn ơi. Mạnh ở điểm là nhân vật Meagle của chúng ta ấy, mỗi lần bắn người nó sẽ cộng thêm cho anh em cái vạch EP. Thật sự là mình thấy là đây là một cái tính năng khá là thú vị. Và cũng xin giới thiệu luôn với anh em là hiện tại Free Fire đã cho phép mở cái khe kỹ năng 3, và nó chỉ có thể là cộng thêm 50% của những cái nhân vật khác thôi nha mọi người ơi. À đây, trên này có người hả? Chạy lên quẩy luôn. Úi giời ơi, thanh niên áo đỏ chứng tỏ KV nhưng mà sát thủ lại hạ gục bạn ấy rồi. Tôi nghĩ là vẫn đang còn người, tại vì là thanh niên này nốc chứ là chưa bị kill luôn. Ok à, ngay nhà bên này có người luôn. Ok, nào xử nó luôn nhỉ. Ủa ơi, nó ra bắn mình kìa. Đậu xanh thanh niên, nhưng mà lại là sát thủ ăn mạng. À đây, phía dưới còn người nữa này. Thanh niên, làm gì phía dưới vậy hả? Ok. Rất là chia buồn vì bạn ấy đã ra đi khá là sớm ở trong cái trận đấu này luôn nha mọi người ơi. Đây, hiện tại thì mình sẽ chơi khẩu súng Ska và cộng thêm nòng giảm thanh vào nữa. Còn tất nhiên là nòng 2 thì trang bị luôn vào EMP. Và chúng ta có thể thay đổi linh hoạt giữa giảm thanh với lại nòng 2, thay cho UMP với lại Ska. Rồi, ok. Trận đấu này của chúng ta thì còn lại là 17 thanh niên nữa. Nếu mà tính thêm 2 thành viên của đội tôi sẽ là 19 thanh niên. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục đi lượm kẹo và cũng như là đi săn người thôi nhỉ. Hiện tại thì anh em có thể là lượm những cái kẹo Giáng sinh này, và sau đó thì đổi ra được những cái phần quà vô cùng là giá trị luôn nha mọi người ơi. Đây, lại thêm kẹo nữa hả? Nhưng mà thằng sát thủ nó kiểu là chơi mình, nó gọi mình vào để ăn kẹo nhưng mà nó lại lượm mất tiêu. Ây à, chán bạn quá cơ, không biết là đồng đội cái kiểu gì nữa vậy. Nào, let's go. 16 thằng nữa chắc là rơi vào tầm khoảng là 8 team thôi. Đây, bây giờ cố gắng chơi chạy hát một xíu để chúng ta có thể lấy top 1 được luôn ở trong cái trận đấu này nhỉ. Nào, lên trên để kiếm xe thôi các ông ơi. Hello, trên này có ai không? Hiện tại thì trên này vẫn chưa có ai luôn. Phải nói là một cái bầu không khí vô cùng là yên tĩnh. Ây à, chán quá cơ. Ơ mà không biết là đồng đội kiểu gì vậy. Thằng sát thủ nó vẫn ở chỗ kia luôn công ạ. Từ nãy đến giờ nó chưa chịu chạy ra chỗ mình. Cái độ sai anh. Ok, let's go. Sát thủ ơi là sát thủ ơi. Có lẽ là chúng ta nên đi chung với nhau thì khả năng sống dai cũng như là kiếm top nó sẽ dễ dàng hơn không ạ. Nếu mà tôi với ông cứ đi riêng thì không biết là bao giờ mới có thể có được top 1 đây. À, lái xe hả? Ok bạn ơi, lái xe qua đây đón mình cái nhỉ. Đây, tôi đang ở đây.
lái xe qua đây đón tôi cái nào. Rồi đây. Ơ từ từ vào xe cái đã. Đậu xanh. Đây, bây giờ mãi mới vào xe được không ạ? Không hiểu sao thi thoảng thì game Free Fire của chúng ta ấy, cái việc vào xe thì nó lại hơi bị khó khăn. Mặc dù là mình đã nhấn chuẩn cái nút vào xe rồi nhưng mà nó vẫn không chịu vào xe. Thế mới cay không ạ? Ê bạn ơi, chạy lên trên đi bạn ơi, bên trên có thính kìa. Lái xe kiểu lựa lựa cái dốc mà chạy lên. Dốc đứng như thế thì làm sao mà chạy được không? Ok, let's go. Tiến lên thôi. Tiến lên nhanh và luôn. Nhanh không cho nó lượm thính mất. Đây, thính này hiện tại chưa có ai lượm cả. Thính này sẽ là của chúng ta. Ủa, sát thủ ơi là sát thủ ơi. Như vậy là sát thủ đã có được cho mình một cái khẩu súng Oza các bạn ơi. Mình thì mình chậm chân hơn sát thủ, thế nên là cái thính này thì mình không có lượm được. Ok, vậy thì cho sát thủ lượm cũng được. Ở đây, chỗ này lại có thính nữa ông ạ. Công nhận là nhiều thính nhỉ. Xung quanh khu này thì mình chạy một xíu thôi thì đã có thêm thính rồi. Chạy qua xưởng cơ khí luôn. Lượn qua đây luôn. Ơ mà chỗ này có tận 2 xe, 2 chỗ một xanh dương cả. Nhiều vậy. Ồ, bên dưới là xe Motorchuck nên là có lẽ mình sẽ thôi. Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục lái cái con xe xanh dương 2 chỗ này để chạy cho nó nhanh. Chứ còn là Motorchuck đi chậm thì mình lại không thích cho lắm cơ. Đây sát thủ ơi, ông đi xe bên đấy đi. Tôi sẽ đi xe bên này. Mỗi đứa một xe cho nó ngầu ông ạ. Ôi lại còn chạy vào trong để lượm sắt nữa hả? Ok, thích lượm thì lượm, ngại gì. Đây, bây giờ chạy ra lấy xe chạy cho nó nhanh. Mình thì mình thích lấy xe đâm người hơn là bắn súng công ạ. Vì là lấy xe đâm người nó rất là nhanh và độ chính xác cũng khá là cao nữa. Ngoại trừ là những cái ông mà núp sau tảng đá hoặc là núp sau trụ điện, hoặc là núp sau những cái gốc cây thì chơi nó hơi bị khó. À đây. Uầy, thanh niên chạy xe Motorchuck hả? Mình lại sợ bạn quá cơ. Rồi nhảy xuống, có lẽ là chơi bạn ấy luôn. Rồi let's go thanh niên. Làm gì vậy hả? Thanh niên headshot luôn nha. Ai bảo là thích lái xe làm cái gì cơ. Đáng lẽ bạn ấy nên đi bộ thì sẽ an toàn hơn. Lái xe lại bị tôi sấy cho ML, quá là đáng thương luôn. Đây lên xe cái đã nhỉ. Lên xe để chạy cho nhanh công ạ. Rồi ok. Còn lại 12 thằng nữa. Sát thủ ơi let's go. Còn lại có 12 thằng thôi. Tôi với ông cố gắng kill nốt bọn này cái là để lấy top 1 luôn. À không, bây giờ còn lại có 10 đứa. Công nhận là số lượng người chơi trong cái trận đấu này thì giảm đi đáng kể, khá là nhanh luôn. 10 thằng nữa còn 5 team nữa thôi mà. Sát thủ ơi ông cứ chạy trước đi, rồi là tôi sẽ chạy theo sau ông luôn. Đây. À có xe, có xe. Chạy xe máy luôn hả? Gắt vậy. Hẳn là chạy xe máy cơ à? Kè nó luôn, kè nó luôn này. Thanh niên chạy xe máy mà ngon hả? Vâng, như vậy là sát thủ đã sấy thanh niên này SML luôn. Ai bảo thích chạy xe máy làm cái gì. Ok, lại có xe nữa này. Thì ra là một chiếc xe quân đội màu xanh lá cây 4 chỗ. À trong nhà gỗ kia thì cũng có người luôn. Ok, đâm luôn cái nhỉ. Ơ mà đâm mới chỉ mất có 154 máu thôi. Thế là chưa chết hả? Đậu xanh. Ủa ơi, nó lại còn sấy xe tôi nữa kìa. Sấy xe tôi hả? Thích sấy xe không hả thanh niên? Ơ kìa, thằng này nữa này, thanh niên này. Ok, như vậy là mình đã hạ gục được hai thanh niên ở chỗ này và nâng cái điểm hạ gục của mình lên thành 5 hạng rồi nha. Đây chúng ta vẫn sẽ còn một chiếc xe màu xanh dương 2 chỗ mới. Ok, rất là nhiều những cái trang bị ngon. Và tất nhiên là mình sẽ đổi sang cái khẩu súng tiểu liên MP40 để chơi game sấy cho nó dễ hơn. Đơn giản là vì mình rất là thích chơi những cái khẩu súng sấy. Ok, let's go. Ôi, sát thủ đã tranh thủ kiếm thêm được một mạng nữa rồi. Nhanh lên bạn ơi, lên xe để chạy ra ngoài kia cái nhỉ. Bạn ơi vào xe đi hộ cái. Ai lại còn kiểu là lượm sắt nữa hả? Ok, nhanh lên, nhanh vào xe để chạy thôi ông ơi. Ở ngay phía trước mặt chúng ta thì lại có người mà, có tận 2 đứa cơ. Ok, let's go. Săn luôn và không để cho chúng nó đẻ trứng công ạ. Nào,
các bạn đang ở đâu? Mình lại sợ các bạn quá cơ. Hello mấy thanh niên, đâu vậy? Ơ sát thủ ơi, ông thấy người ở đâu vậy? Tôi hiện tại thì chưa có thấy đâu luôn. Cái đậu xanh, à đây. À đây, hướng bên tay phải hả? Ok ok, chờ tí. Chờ tí để tôi vòng lại ông ạ. Rồi yên tâm. Yên tâm, chỗ này hai đứa thấy rồi nha. Ủa ơi, cầm Ska hả? Cầm Ska hả? Cầm Ska để làm gì vậy hả thanh niên? Thanh niên gục ngã rồi. Và có một đứa ở sau cái tường băng kia nữa. Ok, vòng qua và xử nó luôn, không cho nó đẻ trứng này. Ấy bạn ơi, như vậy là sát thủ đã hạ gục được thanh niên đó luôn. Hiện tại thì mình có giản thanh rồi, nên là bạn này có giản thanh mình cũng chẳng cần lượm thêm nữa. Sát thủ ơi, nhanh lên xe hộ cái. Lên xe để quẩy thôi ông ơi. Đây ông ơi. Nhanh nào, mất thời gian quá cơ. Mỗi lần tôi gọi ông lên xe là mất bao nhiêu thời gian. Vâng, như vậy là hiện tại tôi nghĩ rằng là chỉ còn hai đội chơi nữa thôi, là chơi cùng với đội của mình ở trong cái trận đấu này. Nào, không biết là ai sẽ trở thành người chiến thắng đây. Tôi thì tôi rất là hy vọng đội của tôi sẽ trở thành cái đội chiến thắng ở trong cái ván đấu này. Ôi có thính này, chúng ta có nên lượm thính không nhỉ? Chắc là không ông ạ. Có mỗi hai team mà, lượm thính làm cái gì nữa, đâu có cần thiết phải lượm thính đâu. Hiện tại thì mình đang có giáp bà mũ ba, đó nên là mình rất là tự tin để có thể chơi được mấy thanh niên ở đây luôn. Nào, sát thủ ơi, ông thấy ai loanh quanh ở khu này chưa vậy? Hiện tại là tôi chưa có thấy đâu luôn. Và sát thủ thì cũng chưa có thấy ai mọi người ạ. Ây à, đậu xanh chán vậy. Thế là hai team nữa các bạn ấy đang ở đâu vậy? Không có thấy luôn nha. Ây mệt mỏi ghê vậy. Tìm mãi nhưng chưa thấy người. Hello 500 anh em, 500 anh em đang ở đâu vậy? Đậu xanh, không biết là hai team này các bạn ấy đang núp ở đâu. Hiện tại thì vòng bo điện vẫn đang còn khá là to, nên là có lẽ chúng ta sẽ phải chờ thêm một cái ít thời gian nữa. Nào, đâu vậy? Ây à, mình vẫn đang cố gắng chạy xe để đi kiếm người nhưng vẫn chưa thấy. Ồ, lại có thêm thính mới hả? Ok ok, chạy vòng qua cái nào, xem là có đứa nào lượm thính mới hay không. Đây, vòng lên cái khu chỗ này. What the hell, vào đây vào đây. Và đây có ngay một đứa ở sau cây. Có ngay một đứa ở sau cây, hay quá sát thủ ạ. Giết luôn, không cho nó đẻ trứng và... À, chỗ kia cũng có người luôn. Căng vậy, căng vậy. Ở trước mặt chúng ta cũng có người luôn. Rồi yên tâm, nó đang ở sau thính kìa ông ơi. Nó đang ở sau thính kìa. Hay quá bạn ơi, đang lựu đạn nữa hả? Ok, xong luôn. Vâng, còn lại một team cuối cùng. Sát thủ ơi, nhanh lên xe hộ tôi với ông ơi. Nhanh lên xe hộ tôi với để cứu chúng nó nào. Đây bạn ơi. Đúng rồi, vào xe bây giờ là hợp lý này. Vào xe bây giờ là hợp lý này. Tông cho nó luôn, sao phải ngại. Ok, nhảy xuống luôn. Nhảy xuống xử luôn. Nhảy xuống xử luôn nhỉ thanh niên. Ấy chạy hả, chạy hả. Và đây, một thằng nữa này. Cần nhân giống gấp luôn nha mọi người ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.